rất khó để quan sát bất cứ thứ gì trong màn đêm dày đặc. Lại là địa hình bờ sông, nhiều bùn lầy và con nước dập dềnh. Người chiến đấu viên hoàn toàn sử dụng giác quan, cảm nhận và kinh nghiệm để phán đoán. Việc bao gói vũ khí trang bị, dù trong bóng tối, vẫn phải thực hiện vô cùng khéo léo, gọn gàng và chắc chắn. Khi mà vượt sông á, gặp những con nước nó chảy xiết rất là mạnh, chúng ta cần phải có những kỹ thuật là điêu luyện, dẻo dai, sức khỏe bền bỉ để vượt qua những con sông mà xa. Đối với người bảo đảm, chúng tôi phải làm tất cả các cái về công tác chuẩn bị về xuồng máy này, phao, dây và tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các xuồng và cái người ở trên bờ cũng người dưới nước. Đối với đội thì phải được rèn luyện và thử thách rất nhiều, được luyện tập, đặc biệt là các động tác bơi và ngoài ra còn các kỹ thuật như là bao gói. Bơi đêm hạn chế tầm nhìn, khả năng quan sát giữa các tổ mũi đặc công. Do vậy, công tác hiệp đồng bảo đảm phải thật kỹ càng. Người dày dặn kinh nghiệm sẽ biết lựa theo dòng chảy, lợi dụng trang bị bao gói khiến cho việc bơi dễ dàng, đỡ nặng nhọc hơn. Cùng lúc, nhiều kỹ năng được mài giũa khiến người chiến đấu viên thêm sắc bén, nhanh nhạy. Trong bóng đêm, công tác bảo đảm an toàn càng được chú trọng. Ngoài người lái chính, trên xuồng thường có thêm lái phụ kiêm nhiệm vụ quan sát và người đảm bảo quân y, đặc biệt thuần thục kỹ năng sơ cấp cứu với người đuối nước. Khi có phát hiện các trường hợp bị đuối nước thì chúng tôi sẽ nhanh chóng cơ động xuồng và sử dụng các công cụ hỗ trợ như phao và dây để kết hợp để thực hiện cứu người một cách an toàn và nhanh nhất. Với bất cứ bài huấn luyện khó nào, yếu tố quan trọng nhất là xây dựng ý chí, quyết tâm thật cao. Phối hợp nhịp nhàng là bí quyết để chiến đấu viên đặc công nâng cao khả năng tác chiến ban đêm.